Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đồng hành với ngư dân phòng chống dịch COVID-19. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến xuất khẩu hải sản của ngư dân miền Trung gặp khó khăn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, giữa tháng 4 vừa qua, tàu SR-412 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa một ngư dân bị tai biển trên vùng biển phía Nam, quần đảo Hoàng Sa về Đà Nẵng điều trị. Trước đó, nhận được thông tin tàu QB98156TS khi đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa có ngư dân Cao Văn Thành bị hôn mê sâu, đề nghị được cứu nạn khẩn cấp. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SR-412 khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Cùng đi có bác sĩ chuyên khoa của Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng. Toàn bộ thuyền viên trên tàu được trang bị đầy đủ và thực hiện nghiêm quy trình xử lý theo phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển. Sau khi trải qua ca cấp cứu để ổn định tình trạng, nạn nhân được chuyển sang tàu cứu nạn để được chăm sóc y tế tích cực. Tàu SR-412 đã đưa nạn nhân về Đà Nẵng đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, chuyển viện đa khoa tiếp tục điều trị. Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã phối hợp với các địa phương ven biển tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, tổ chức tuyên truyền và hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch. Tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi và xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, các tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tiến hành tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, giải thích hướng dẫn rõ cho bà con nhân dân về những triệu chứng và biến chứng mà virus SARS-CoV-2 gây ra, các biện pháp sát khuẩn ngăn ngừa dịch bệnh, đeo khẩu trang đúng, đồng thời khẳng định nỗ lực quyết tâm của cả cấp các ngành trong công tác phòng chống dịch, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn để chủ động tích cực phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Cán bộ chiến sĩ cũng đã cấp phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, 2.000 khẩu trang y tế và 450 chai dung dịch sát khuẩn cho bà con nhân dân. Tại cảng cá cửa Việt của tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Trị và chính quyền địa phương xã Triệu An tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại đây, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã thông tin về tình hình triển biến, tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của dịch bệnh COVID-19, trực tiếp hướng dẫn cho bà con ngư dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, đồng thời tuyên truyền định hướng cho ngư dân về việc tiếp cận những thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không đăng tải, phát tán, chia sẻ các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong dư luận xã hội. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã cấp phát miễn phí 700 khẩu trang y tế, 200 chai dung dịch sát khuẩn, 200 tờ rơi về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho bà con ngư dân. Nghề cá của tỉnh Quảng Nam đang gặp nhiều vướng mắc về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không đúng quy định. Trước thực trạng đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương có nghề cá, các ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp để cùng cả nước gỡ thẻ vàng thủy sản trong thời gian đến. Quảng Nam hiện có 3.041 tàu thuyền tham gia khai thác hải sản, trong đó có 572 tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, được cập nhật vào hệ thống giám sát tàu cá quốc gia. Từ ngày 1 tháng 4 đến nay, có 20 tàu câu mực khơi vi phạm trên giới cho phép khai thác hải sản trên biển. Nhiều tàu cá hoạt động ở tuyến bờ và tuyến lòng từ ngắt kết nối về trạm bờ khi đang khai thác hải sản. Toàn tỉnh mới chỉ có một cảng cá loại 2 là cảng cá An Hòa, xã Tam Giang, Núi Thành, đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc hải sản sau khai thác, không đáp ứng được nhu cầu truy xuất nguồn gốc hải sản theo quy định. Việc thực hiện các khuyến cáo của Ủy ban châu Âu EC về gỡ thẻ vàng thủy sản là rất cấp bách. Các trạm biên phòng tuyển biển kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất bến ra biển đánh bắt hải sản cũng như cập bờ sau buổi chuyển biển. Các địa phương ven biển đẩy mạnh tuyên truyền vận động ngư dân tuân thủ các quy định của pháp luật về nghề cá, thực hiện tốt luật thủy sản. Theo quy định thì từ ngày 1 tháng 4, tất cả các tàu cá có chiều dài trên 15 mét bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mới được ra khơi. Thế nhưng cho đến thời điểm này, nhiều tàu cá trong khu vực vẫn chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.
Hiện các ngành chức năng đang triển khai nhiều biện pháp mạnh để chấn chỉnh tình trạng này. Với chiều dài 21,8 m, theo quy định từ ngày 1 tháng 4, con tàu này phải có thiết bị giám sát hành trình mới được ra khơi. Nhưng đến nay chủ tàu vẫn chưa lắp đặt. Nguyên nhân được chủ tàu lý giải là do thiếu kinh phí và sẽ xin địa phương hỗ trợ kinh phí. Cũng phải chịu thôi chứ, phải cố gắng có tiền phải bơm đốt chứ không có tiền hết trơn. Cũng có ký biên bản về tạm rồi mà phải cố gắng kiếm tiền bơm đốt thôi. Để chuyến này đi về lên tỉnh quân ở thử rồi yêu cầu thử ra sô rồi tính sao. Trong khi đó, dù được địa phương hỗ trợ 100% chi phí lắp đặt, nhưng con tàu có chiều dài 15 mét này vẫn chưa có thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Bởi sau khi cải hoãn, chủ tàu còn phải chờ cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục đăng ký đăng kiểm. Lắp giá mà để giấy đăng kiểm chưa xong, làm giấy tờ đăng kiểm xong là mới lồn. Đang chờ để chờ hôm gì bữa nay hơi nóng mọc, thế bữa nay miết bữa nay chưa giấy tờ chưa xong, xong là lồn rồi. Chỉ tính riêng số lượng tàu đang neo đậu tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, thì những trường hợp chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình như kể trên không phải là hiếm. Để chấn chỉnh tình trạng này, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hiện lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã và đang kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, đồng thời kiên quyết không cho tàu cá rời cảng để khai thác thủy sản khi không đảm bảo các điều kiện theo quy định. Tàu từ 15 mét trở lên không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì chúng tôi sẽ không ký chứng thực cho tàu rời cảng, thì cũng như là tàu nhập cảng và sẽ lập các biên bản đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Về cái công tác lắp đặt thiết bị hành trình của những cái phương tiện ngoại tỉnh thì hiện tại ấy, những cái phương tiện này là yêu cầu về địa phương để lắp đặt hành trình. Khi nào đảm bảo thiết bị lắp đặt hành trình thì mới cho xuất bến và nhập bến. Kiểm tra kiểm soát nghiêm ngặt không để phương tiện chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình ra khơi. Hoạt động này tại Đà Nẵng phần nào giúp ngư dân ý thức hơn trong việc thực hiện những khuyến nghị của EC trong việc gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết đã xác định được tàu hàng đâm chìm tàu cá của ngư dân Phú Yên đang đánh bắt hải sản tại vùng biển Quy Nhơn ngày 10 tháng 4. Tàu hàng có tên Pacific Everest Sài Gòn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải biển Gemadec. Trước đó, ngư dân Võ Trọng Lưu, 44 tuổi ở tỉnh Phú Yên, đến cơ quan chức năng trình báo vào khoảng 6 giờ sáng ngày 10 tháng 4, tàu PI 40087TS của ông đang đánh bắt trên vùng biển Quy Nhơn thì bị một tàu hàng đâm mình vào đuôi tàu và bị chìm. Rất may ba người trên tàu cá đã kịp nhảy xuống biển và được tàu cá khác đang đánh bắt gần đó chạy tới cứu vớt. Thông qua lịch trình ra vào cảng Quy Nhơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện tàu biển Pacific Everest cập cảng có đặc điểm nhận dạng như trên, tiến hành kiểm tra và thuyền trưởng tàu Pacific Everest đã ký biên bản xác nhận vụ việc. Hiện tàu hàng đang phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết bồi thường thiệt hại cho ngư dân. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho việc xuất khẩu hải sản của ngư dân các tỉnh thành trong khu vực miền Trung gặp khó khăn do chỉ có thể tiêu thụ tại thị trường nội địa nên giá các loại hải sản xuống thấp. Để hỗ trợ ngư dân, các nhà máy chế biến đang tăng cường thu mua hải sản của ngư dân. Trở về sau chuyển biển kéo dài gần một tháng, mặc dù đánh bắt được hàng tấn hải sản, nhưng những chủ tàu này không mấy vui vẻ. Bởi thời điểm hiện tại, giá các loại hải sản giảm từ 20 đến 40% so với thời điểm chưa có dịch COVID-19, nên ngư dân không lãi được bao nhiêu. Vừa rồi tôi vô là có bán được giá 60.000 một ký có trùng, 120.000 một ký có cuồng. Chuyến này tôi vô là 40.000 một ký có trùng và 80.000 một ký có cuồng. So với chuyến trước thì chuyến này thu nhập thì thấp hơn. Là trang cái thời gian trước mà không có cái dịch 19 đấy, là bón trang thời gian là ngán thôi. Bởi vì người nó họ tập trung họ mua nhiều. Còn trang cái thời gian này nè là họ đình chỉ hết cỡ khoảng 5 đến 60% là họ không có đi chợ họ mua được. Cho nên cái gió có của mình bón nó hòa lại. Không những giá cả xuống thấp, hiện nhiều loài hải sản hiện không thể xuất khẩu. Do không tiêu thụ được trong nước, nhiều chủ tàu đã tìm đến chuyên cho tàu nằm bờ chờ dịch COVID-19 đi qua. Mình là đánh bắt cái con lươn biển này chuyên xuất khẩu đi Hàn Quốc á, nhưng mà thời gian gần đây là cái tình hình dịch bệnh nó ảnh hưởng từ hai nước luôn, thành ra cái mấy cái hãng bay nó cấm bay,
nên hàng hóa bây giờ là chỉ đánh về thôi, chỉ đánh về để ở tại xưởng á. Bây giờ chắc là chuyến này xong về là nghỉ. Giá hải sản ngư dân bán cho thương lái xuống thấp, nhưng giá tại các chợ vẫn cao hơn bình thường. Trước nghịch lý này, hiện nhiều nhà máy cơ sở chế biến hải sản tại miền Trung đã tăng cường hoạt động thu mua, sơ chế để hỗ trợ ngư dân trong việc tiêu thụ sản phẩm. Tôm cá của ngư dân đem về thì không thể chế biến và không thể đưa vào kho được, vì như vậy thì họ sẽ không còn đi biển được nữa. Vì vậy mà hiện nay các doanh nghiệp thì trong khi vẫn duy trì sản xuất để mà giữ một cái đầu ra ổn định cho ngư dân. Mặc dù khó khăn nhưng nhiều ngư dân tại miền Trung vẫn cố gắng bám biển với hy vọng sản lượng đánh bắt sẽ bù đắp cho giá cả. Đây cũng là cách ngư dân tiếp bước truyền thống cha ông, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần sau.